Day cho tất cả các bạn. Hôm nay nhân một cái dịp là cái kênh YouTube Học Đàn Guitar.net mình đã gây dựng bao năm qua, chuẩn bị cán mốc là 100.000 subscriber, thì rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Và để tri ân cái điều này thì Amigo Guitar Shop có một cái chương trình khuyến mãi, nó có thể nói là lớn nhất từ trước đến giờ dành cho các dòng đàn guitar thùng, đặc biệt là các dòng là CA và CD, tức là dáng cấp dáng A và cái dáng D các bạn. Thì ở shop mình có cái loại đó là giá bán là 3.5 triệu, nhưng mà trong cái dịp khuyến mãi này thì giá chỉ còn là 2.950.000, và đặc biệt các bạn được tặng kèm thêm cái chân đế để đàn mà giá bán của nó là 250.000, rất là đẹp bằng gỗ nhớ bạn, tặng thêm 250.000 nữa đó. Các bạn để cái đàn lên, cái này thì các bạn tháo lắp tháo ra, các bạn xách đi đâu cũng được cả ha, nó rất là tiện lợi đó, các bạn tháo nó ra rất là tiện ha. Còn thì mình chỉ cần lắp vào là mình xài được ngay thôi. Ngoài ra thì còn bao đàn guitar 3 lớp ha, một cái hai cái phím lội tốt nữa cho các phím gọt nước, mình hay dạy cho bạn để đánh. Thì âm thanh của cây này thì các clip trước mình cũng đã đánh cho các bạn xem qua sơ lược rồi ha. Thì nó cũng rất là vang. Gỗ thì có hai loại, cái loại mà dán CA này thì gỗ lưng và hông là sapele, tức là nó gần giống như là mahogany đó bạn. Top thì thông 2A ha. Đó. Fret ebony. Còn cần thì chúng ta là mahogany ha, khóa tiêu chuẩn đó. Cái này là xương bò nha các bạn ha, gối gọi là xương bò hết ha. Âm thanh nó cũng rất là tốt, thì cây này thuận lợi cho bạn luyện tập trong việc là solo hay là các bạn đệm hát đều tốt cả ha. Hy vọng là nhận được sự ủng hộ của các bạn, và rất cảm ơn trong thời gian qua đã ủng hộ rất nhiều bạn dù ở xa vẫn tin tưởng vào Amigo Guitar Shop. Mình chuyển hàng đóng gói rất là kỹ càng đến tận nơi các bạn, rất hài lòng về cái chất lượng của các loại đàn. Ra các bạn cần thêm về guitar điện, amply, các loại effect, bên shop mình cũng có thể cung cấp đầy đủ cả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.